Hello xin chào các anh em Thì LT4000 là một trong những cục đẩy 4 kênh Với công suất 1000W trên một kênh Ở chế độ 8 ohm Thì với dòng cục đẩy này thì cũng đã quá quen thuộc Với tất cả anh em đúng không ạ Thì tiếp tục hôm nay có hàng về Số lượng cũng rất là nhiều chiếc cục đẩy LT4000 này Để cho anh em có thể sử dụng Với đánh những cặp loa bass 30, 40 Rồi súp đơn 40, 50 Là bên em đã có hàng về chiếc cục đẩy LT4000 này anh em nhé và mọi thông tin nhu cầu mua hàng Anh em hãy nhớ liên hệ với em qua số điện bên góc dưới màn hình Xem video thì hãy nhớ cho một like, một nút đăng ký kênh Và bên em có hỗ trợ trả góp từ tất cả anh em Anh em chỉ cần có thẻ tín dụng là bên em có hỗ trợ trả góp từ tất cả anh em rồi Và quay lại với mẫu cục đẩy LT4000 này Anh em thì nhìn thấy à, Có hàng về thì em cũng bóc ra và cũng test hàng Và lên video giới thiệu với tất cả anh em Để anh em nào có nhu cầu mua hàng thì có nhu cầu đặt hàng để anh em có thể lựa chọn và báo tới tất cả anh em luôn trong thời gian vừa qua thì em cũng đã cháy hàng những chiếc cục đẩy LT 4000 này và hôm nay tiếp tục mới có hàng về anh em nhé có hàng về 1000W chiều cây và cũng mở nội thất cho anh em xem luôn vì cũng rất nhiều anh em muốn xem cái nội thất của dòng cục đẩy này like. thì lần nào có hàng về em cũng lên video và giới thiệu tới tất cả anh em luôn nhiều anh em hỏi là hàng về thì nó có giống nhau không hay là anh mua con này một năm trước thì một năm sau nó có gì khác biệt không thì lưu ý tất cả anh em một năm trước một năm sau thì chả có gì khác biệt cả nếu như nó cùng là lt 4000 anh em nhé nếu nó cùng là lt 4000 đều sử dụng các con sò nó sò NGVK nguồn này là nguồn dây đồng và đường kính nó rơi tầm khoảng 21 đến 22 cm tay em anh em thì nhìn thấy em đo găng tay ở đấy luôn nhưng mà tay em đặt vào đây thì nó quá là nhỏ rồi tay đặt vào giữa này thì nó quá là nhỏ bé rồi anh em giang rộng gang tay ra anh em đo đường kính nó rơi 21 22 cm đường kính và dây đồng anh em nhé dây đồng này đánh rất là bền bỉ và rất là chất à, những cái linh kiện này thì khỏi phải phân vân và khỏi phải suy nghĩ tới tất cả anh em luôn vì hàng nào của đó giá của những cục đẩy này rất là tốt và linh kiện của nó mang lại cho anh em cực kỳ là chất lượng luôn chất lượng từ những con sò đến những cái nguồn rồi những con tụ con trở đều là những sử dụng các linh kiện rất là xịn sò và cao cấp à, tụ đây sử dụng tụ chở các con chở đây sử dụng các con chở làm vạch màu tụ đây sử dụng tụ là tụ 100V anh em nhá 100V tụ rất là lớn đúng không ạ và cao cấp ở cái gì nữa chất lượng ở cái gì nữa thì chất lượng và cao cấp ở những cái con sò anh em nhá và những con sò này cũng rất là cao cấp và những rất là chất lượng Đấy. sò anh em nhìn sò nở thì với những con sò này thì hàng đắt tiền nó sẽ khác anh em nhé lưu ý với anh em hàng đắt tiền sẽ khác không như một số hàng rẻ đó là anh em hay nó chỉ in lên đây thôi anh em nhé nó chỉ in các tên sò đây in các tên sò thôi nhưng anh em càng lau rồi nó càng, càng bóng cái sò nó không mất chữ không như một số cái dòng mà anh em mua cái dòng giả tiền đấy con sò sẽ bị mất chữ đấy, anh em cứ lau đi là con sò sẽ bị mất chữ đấy là phân biệt cho anh em biết là những cái con sò đắt những con sò rẻ sò chuẩn như thế nào những con sò rẻ như thế nào đấy là anh em biết hai ngay đúng không ạ Đấy, nó sò đắt nó khác hẳn hoàn toàn luôn anh em, càng lau nó càng bóng chứ không như một số dòng rẻ anh em lau mất chữ luôn. Đây đã có sò rẻ tiền. Thì giá của nó rất là rẻ. anh em một số anh em cũng không biết. Anh em cứ nhìn à, à cái mặt hình thức như này, cái nội thất nó như thế này thì anh em nghĩ là hàng rẻ tiền hơn thì anh em mua, những rẻ thì anh em có biết là chất lượng nó kém hơn nhiều không ạ? Nguồn này có thể nó sử dụng nguồn nhôm. Sò này sò rẻ tiền tụng và tụng rẻ tiền luôn rồi nó sẽ cắt bớt cắt giảm các chi phí cho anh em luôn tại lên là tại sao cũng cùng nguồn mẫu như thế này nhưng anh em mua hàng đắt dùng nó yên tâm bền bỉ hơn nhiều so với những hàng rẻ anh em khỏi phải suy nghĩ phân vân luôn hàng rẻ anh em mua về 5 ngày 7 ngày nó lỗi ngay sử dụng lỗi ngay không chịu được công suất nó không đủ vì dòng rẻ tiền anh em mua với tiền nó giá rẻ hơn 8 triệu thôi cũng cùng như anh em mua 8 triệu công suất không là được 900 w chế 1000 W đó anh em nhé Nhưng con này 1000 W và công suất chuẩn ở chế độ 8 ôm. Nguồn dây đồng, xò xịn Đấy, chất lượng luôn, tụ cũng là tụ ngon cho anh em luôn. Con này thì uh, sử dụng các linh kiện là linh kiện chân cắm anh em nhé Nhiều anh em thích là linh kiện chân cắm vì linh kiện chân cắm thì nó sẽ dễ dàng sửa chữa, uh, dễ dàng thay đổi cho anh em luôn. Dễ dàng sửa chữa, dễ dàng thay đổi để anh em có thể lựa chọn anh em nhé rồi nó xịn sò đến từng chi tiết một anh em nhá cái con sò này của nó rất là xịn này và nguồn này sử dụng nguồn rất là to nguồn là biến áp xuyến dây đồng này rồi các con trở này các con tụ này rồi các bên mạch sử dụng các cái linh kiện đều linh kiện cao cấp hết anh em nhá rất là xịn và rất là chất ở đây thì giá của nó thì rất là vừa phải để cho anh em có thể lựa chọn và có thể tham khảo rồi đúng không ạ à, 8 ,7 triệu 7 trên một cục lt 4000 này thôi với 1000 w thì anh em rất rất là khó có thể tìm được những cái cục đẩy công suất mà 1000W và cái giá tiền như vậy anh em nhé, Giá tiền như vậy. À, với cái giá tầm một 1000W thì cũng rất nhiều hãng rất nhiều cửa hàng anh em bán nó rơi vào tầm khoảng 10 triệu đến 11 triệu. Nhưng về cái nội thất, về cái chất lượng như này thì bên em đã phân tích chi tiết rõ ràng để cho anh em có thể uh, nhìn và có thể thấy được cái 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 công suất và thấy được cái um, sò các cái linh kiện bên trong cực kỳ là xịn và phải nói một lần nữa là rất là chất anh em nhé Đấy. 1000W trên một kênh, anh em chơi full 30, full 40, súp hơi 40, súp hơi 50 trên một kênh thì quá là dư giả rồi. Bên em cũng đã có rất nhiều các video về cái cục đẩy LT 4000 này để cho anh em có thể tham khảo và lựa chọn rồi. Thì uh, ok, uh, mọi thông tin nhu cầu mua hàng thì anh em hãy nhớ liên hệ với em qua số điện thoại bên góc dưới màn hình. Xem video thì hãy nhớ like, đăng ký kênh em nhé và lưu ý tất cả anh em bên em uh, đã có chương trình trả góp để cho anh em có thể À, thêm phần uh, trả góp nó sẽ tốt hơn thêm phần thanh toán à, anh em nhé sử dụng được rất nhiều các uh, ngân hàng anh em chỉ cần có cái thẻ tiến dụng thôi là anh em có thể uh, làm thủ tục trả góp bên em rất là nhanh Đấy. đây là cái bên mạch của nó anh em phải nhìn lại qua một lần nữa về tổng thể cái bên mạch này, anh em nhé rồi ok chào tất cả anh em và hẹn anh em các clip lần sau có nhu cầu mua hàng thì hãy nhớ liên hệ trực tiếp anh em nhé chào tất cả anh em và hẹn anh em ở các clip lần sau ạ.